mà chỉ là công bố lời nói. Thế vì đây cái ảo thứ hai là nó, cái ảo này nó ảo, tức là ảo này phải là nó kết hợp đúng không, vừa là công bố giá không đúng này, vừa là cái luân chuyển, tức là không phải công bố giá không đúng mà là không có mua bán, và cái thứ hai là luân chuyển nhiều lần. Thế cuối cùng là cái việc mua bán là đều không có thật từ A đến E, nhưng mà cái con số công bố ra cái tiền của cái cây này nó đã lên gấp 10 lần. Thế vậy là cái ảo này nó là ảo kinh khủng khiếp luôn. Và một cái ảo nữa là ảo về cái vấn đề là cái dòng cây đang giao dịch, đúng không? Từ cái hai cái ảo kia thì nó sẽ đưa ra một cái ảo, ảo là cái ảo của dòng cây đang giao dịch. Ví dụ như này, bây giờ ví dụ đang sốt một loại xanh, một loại cây A đúng không? Tôi nói chung chung, tôi cũng không dám nói chi tiết tại cái để nó hơi tế nhị. Đang mua bán tốt cái dòng cây A đúng không? Bây giờ cái dòng cây A này bị đẩy lên đỉnh điểm rồi đúng không? Bây giờ cần nhu cầu chuyển sang dòng cây B đúng không? Nhưng mà không tự nhiên mà chuyển gâu. Thì bây giờ nhá, sẽ kết hợp về vấn đề ảo giá này, vấn đề ảo luân chuyển này. Thì bây giờ là sẽ chính cái dòng B mà cần bắt đầu chuẩn bị đẩy lên nhá, thì sẽ đẩy chỉ cái dòng này thôi, luân chuyển chỉ cái dòng cây này thôi, đúng không? Thì như thế nó sẽ ảo luôn, là ảo ra cái dòng cây mà sẽ tạo thành cái chen ngắn hạn trong tương lai, đúng không? Có nghĩa là ví dụ như cái chỗ này tôi phân tích hơi loằng ngoằng với các bạn đang hơi khó hiểu đúng không? Tôi nói lại nhá. Bây giờ hiện tại thị trường hiện tại là dòng cây A này đang thịnh này, và giá nó chuẩn bị lên đỉnh điểm rồi đúng không? Thì bây giờ người ta cần là chuyển hướng sang dòng cây B. Thế bây giờ để làm thế nào? Dòng cây B này người mua ấy, cái mối quan tâm ấy chuyển từ A sang B, tức là bây giờ tạm quên cái A đây, chuyển sang B, ok. Thế thì người ta sẽ kết hợp cái vấn đề là ảo giá và luân chuyển để đẩy cái mối quan tâm cũng như là cái trend của thị trường từ dòng A sang dòng B. Thế thì cái bản chất là những cái cây mua bán giao dịch tại cái thời điểm hiện tại, ngoài cái dòng A nhá, ngoài cái dòng A đang dần nó sốt đúng không, thì cái dòng B là nó manh nha đấy. Thế thì cái này nó sẽ là ảo của dòng cây. Thế tổ hợp cả ba cái ảo này thì nó sẽ tạo thành cái ảo của thị trường. Cái ảo của thị trường có nghĩa là những cái người mới tham gia hoặc những người thông tin ít trong thị trường ấy, thì sẽ nhìn là sai cả về giá, sai cả về dòng cây, rồi sai cả về cái thông tin về vấn đề sở hữu, sai hết, và sẽ rơi vào một cái gọi là như kiểu cái mê hồn trận, gọi là cái ma trận, không biết là cuối cùng thực hư ra làm sao, không biết thực hư ra làm sao. Cái việc này nó là một cái việc nó, tôi nghĩ là nó sẽ càng ngày nó sẽ càng thịnh hành trong cái thị trường nào mà liên quan đến vấn đề giá trị cao, mà cái bản chất nó là cái thị trường đầu cơ, nó là thị trường đầu cơ. Còn nếu thị trường đầu tư thì cái này nó sẽ không áp dụng được, bởi vì là cái thị trường đầu cơ ấy, nó là cái thị trường ngắn hạn, không phải thị trường dài hơi. Và cái thị trường đầu cơ nó chỉ tồn tại trong một cái thời gian ngắn, thế nhưng mà cái tốc độ phát triển của nó cực kỳ nhanh, và nó phát triển nóng. Cái tất cả các thị trường đầu cơ, chứ không nói gì riêng cái thị trường cây cảnh nghệ thuật nhá, nó đều cùng một cái mô típ hết. Có nghĩa là nó đều theo quy trình gom này, sau khi gom xong đúng không, là đến giai đoạn là đẩy này, đẩy xong xả này,
xả xong rồi là chuyển, có nghĩa là sao? Đầu tiên nhá, một cái thị trường đầu cơ này sẽ vận hành này, đầu tiên là muốn cho một cái dòng sản phẩm A, ví dụ như tôi đang ví dụ cái bật lửa này nhá, vậy muốn cho dòng sản phẩm A một cái bật lửa này, nó muốn gọi là thị trường đẩy lên đúng không, để bán cái này, thế thì thị trường nó sẽ đầu tiên thế này, các cái ông lớn ông sẽ mua gom cái bật lửa này đúng không, gom nhiều à, càng nhiều càng tốt đúng không, gom đến khi mà thị trường nó gần như cạn kiệt ấy. Cái này nhé, nó chỉ áp dụng cho được những cái dòng sản phẩm mà cái việc sản xuất ra cái sản phẩm nó cực kỳ chậm, nó không nhanh được. Chứ còn nếu mà thị trường đầu cơ mà gom những cái dòng sản phẩm đơn thuần ấy, mà sản xuất ra được hàng loạt hàng ngày ấy, mà nhanh ấy, thì cái không thể làm thị trường được. Tôi ví dụ bật lửa chẳng qua đâu, tôi đang cầm thì tôi ví dụ thôi. Như cái này nó thị trường đầu cơ nó phải áp dụng cho những cái dòng sản phẩm mà cái số lượng sản phẩm hữu hạn và cái sản xuất ra sản phẩm là cần một thời gian rất dài hoặc là không thể sản xuất được. Ví dụ là giữa nhà thị trường bất động sản này, thị trường vàng và đá quý này, rồi thị trường ví dụ thị trường cây cũng áp dụng được, bởi vì lý do là để làm ra được một cái cây từ cái lúc cây phôi pha đến cây hoàn thiện có khi mất vài chục năm đó. Cái việc mà làm ngắn hạn trong 1, 2, 3 năm là không tưởng luôn, 5 năm là rất khó rồi đấy. Hay là các cái thị trường khác, về các cái thị trường sưu tầm đúng không, về đồ cổ chẳng hạn, những cái thị trường là làm được. Hay là mấy năm trước các bạn nhìn thị trường lan va này, đúng không, là làm được. Nhưng cái thị trường lan va thì nó lại đi khác, có cái hướng là thiên về cái vấn đề đa cấp, nó lại hơi khác. Thì tôi đang nói về cái thị trường đầu cơ nhá. Thì đầu tiên là gom đúng không? Tức là gom là quá trình các ông lớn mua hàng rất âm thầm. Cái thông tin sẽ không có luôn, không rõ và rất kín nhá. Cái lúc này là thị trường kín, bởi vì bản chất ra kín thì các ông mới mua được giá hợp lý đúng không? Chứ bây cứ rộ lên là cái này ông này đang mua nhiều thì tỏi, thì làm sao mà mua được giá rẻ. Ok. Tức là lúc này là không có thông tin gì luôn. Và nếu có ấy, nó chỉ lác đác. Và cái bản chất nha, ví dụ như ông A ông ấy mua, ông A là một ông đầu cơ to, ông mua đúng không? Nhưng cái tiền ông giải ra ông để cho rất nhiều đệ tử đi mua chứ không phải mình ông ấy mua. Thế nên đâm ra là cái thông tin nó sẽ không tập trung được, và thứ hai là nó không rõ ràng là ai đứng đằng sau. Đấy, cái thị trường, cái thời điểm lúc này nó là như vậy. Bắt đầu đến sau khi gom xong đủ cái lượng hàng đủ lớn rồi nha, mà thấy cái hàng còn lại ở lác đác ở trong các cái nơi khác sở hữu nó không được nhiều, thì bắt đầu đến giai đoạn đẩy, nghĩa là sao? Công bố thông tin dần dần và mua bán nhỏ giọt nhưng với giá tăng dần. Này, ví dụ cũng vẫn đang nói cái bật lửa này nha, sau khi gom xong rồi bắt đầu đến giai đoạn đẩy này. Giả sử gom là giá trung bình là mua là 1 đồng, ok, xong đến giai đoạn đẩy này. Đầu tiên ông ấy mua một cái bật lửa này giá 2 đồng, công bố luôn, rầm rộ công bố đấy, tao vừa mua cái bật lửa này 2 đồng, ok. Đấy, xong rồi lại có quá trình mua bán đúng không, bởi vì giá nó đẩy lên 2 đồng rồi, ok. Đấy, xong lại đẩy 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng, 6 đồng. Tức là giá trung bình là đầu khi gom có 1 đồng nha, mà đẩy tốt là có khi lên 6 đồng hoặc đến 10 đồng luôn, ok. Bắt đầu đến cái tầm vòng đẩy, cái thời gian đẩy mới là quá trình đẩy này, thì tùy từng thị trường, tùy từng mặt hàng nha, với tùy từng cái tốc độ của những cái người nhỏ tham gia nữa, thì đến một cái giá kỳ vọng là bắt đầu chuyển sang giai đoạn xả. Ví dụ sử như là đến 10 đồng đến 10 kinh quá thôi, đến 5, tôi ví dụ nào, đến 5 là bắt đầu xả rồi, có nghĩa là lợi nhuận gấp 5 lần rồi, là rất ngon rồi. Cái quá trình xả sẽ là như này, quá trình xả là sẽ bán nhiều hơn mua, nhưng bán nó phải giữ mua để giữ giá nhá. Ví dụ sử như này, bán ra 10 sản phẩm 5 đồng thì lại mua vào một sản phẩm 6 đồng, sau này bán tiếp 10 sản phẩm 6 đồng lại mua vào một sản phẩm 8 đồng, lại bán tiếp 10 sản phẩm 8 đồng đến mua một sản phẩm 10 đồng. Có nghĩa là sao? Cái quá trình này là bán ra nhiều nhưng mua lại ít, để làm sao nó tạo giữ cái thị trường đẩy
trong quá trình xả này nó vẫn cứ xả ra xong đẩy lên, xả ra đẩy lên thì làm sao ấy, những cái người nhỏ hoặc là những cái gọi là nó nôm na này, đội đầu cơ là cá mập đúng không, còn những cái người nhỏ tham gia thì đều là đồng đóng cân cấn đúng không, gọi là cá tép. Để cá tép cứ vẫn đang nghĩ là thị trường đang lên 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 đúng không, thế là cái quá trình cứ mua ra bán vào, mua ra bán vào, xong rồi bán đi xong lại mua lại, bán đi lại mua lại, đến cái thị trường này nó bị như vậy bởi vì cái số lượng sản phẩm là hạn hữu hạn, không có nhiều đúng không. Thế thì bây giờ tôi lại phân tích tiếp về cái thị trường xả đến khi nào thì dừng nhé. Ví dụ giả sử như là đầu cơ gom được 1.000 sản phẩm này đúng không, mỗi một lần đẩy xả tức là xả ra 10 thì mua lại một đúng không, thế vậy là xả được 9 đúng không, thế vậy là xả được 9 thì nếu mà một có 1.000 sản phẩm thì các bạn thử nhân cho tôi là xả mất bao nhiêu lần. Như thế xả sẽ mất tới khoảng 110 lần đúng không, đấy là tôi nói ví dụ con số thôi, chứ còn có thể là lại nhà xả 100, nếu cần xả nhanh thì xả 100 lần nhưng chỉ mua lại một thôi thì chỉ mất có khoảng tầm 11 lần là xong đúng không, hoặc là nếu giả sử như 1.000 mà xả một lần 200 lần thì mất có khoảng 6 lần. Thế thì vậy cái câu chuyện này là cái thị trường xả có nghĩa là sao, cái thị trường xả vẫn là thị trường mua vào và bán ra, nhưng bán ra rất nhiều và mua vào rất ít, nhưng cái vấn đề mua vào vẫn để đẩy giá lên nhá. Thế đến khi mà lần cuối cùng của xả là cái lượng hàng còn rất ít đúng không, muốn cho thị trường chập làm nhá, bán tống bán tháo, có nghĩa là lúc đó nhá giá nào cũng bán, không quan trọng là vấn đề giá bao nhiêu nữa, bởi vì sao, cái lúc kia là thời điểm là giá nó quá cao rồi và tất cả những cái người ở trong cái thị trường ấy cảm thấy nó vô lý thế thôi. Ví dụ thử nhá, ban đầu những gọi là đồng long phân cấn mỗi người có đâu khoảng 10 cái bật lửa đúng không, bị mua hết mà trong khi bán được có giá được có 1 đồng đúng không, cái thời điểm mà lúc thị trường gom ấy, trong quá trình đẩy thì giả sử như là một cái người A đi mới bán được 10 cái bật lửa nếu mỗi cái giá 1 đồng, bây giờ thấy thị trường lên 2 đồng quay sang mua lại, cũng mua có khi mua 10 cái giá 2 đồng đúng không, thị trường đẩy lên đến 4 đồng bán đúng không, cứ tưởng là ngon rồi, xong đến lúc này thị trường đẩy lên 8 đồng chết rồi, bán lúc 4 đồng bây giờ là lại bù thêm tiếp để mua tiếp 10 cái lúc 8 đồng đúng không, để hy vọng thị trường lên tiếp, xong thị trường lại lên đến 10 đồng ui bán luôn, thế là thu về 10 đồng đúng không, quên bán được 10 đồng một cái đúng không, thế thì lúc đầu là có 10 cái bán được mỗi cái 1 đồng có nghĩa bán được 10 đồng, thu về 10 đồng, đến lúc lần bán được 10 đồng một cái thì lúc ấy là thu về được 100 đồng đúng không, vì tôi vẫn lấy con số 10 cái. Cái quá trình cứ mua bán có nghĩa là mua đi bán lại, đến khi đỉnh điểm thì những ai chết. Đỉnh điểm có nghĩa là đội đầu cơ, đội cá mập lớn ấy, đẩy hết hàng rồi, chỉ còn một tí hàng trong kho thôi. Thì lúc ấy cho thị trường xả. Thị trường xả có nghĩa là sao? Những người tham gia trong cái thị trường ấy là thấy vô lý rồi đúng không? Và cái việc mua bán rất chi là dè dặt rồi, chứ không gọi là sôi động, không dễ như dạng trước nữa. Giả sử nó đẩy đến tận 15 đồng trao đổi, ví dụ sử như là cá mập mà còn nó khoảng 10 sản phẩm đó, đẩy giá 15 đồng thôi cực kỳ khó đẩy, bắt đầu chơi cái bài này giảm giá để bán, bởi vì cái bản chất cá mập muốn bán thoát hàng hết mà, chứ không muốn gom giữ làm gì, bởi vì cái giá đầu vào mua ban đầu chỉ có 1 đồng thôi là cái lượng rất nhiều, thế còn cái lượng mà mua ở giữa 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15 các thứ thì cũng có đúng không, thì bây giờ là cái bài là cắt lỗ dần dần đúng không. Ví dụ sử như là cái ông cá mập A bây giờ ông chỉ còn có 10 sản phẩm thôi, ông ấy bán được 990 sản phẩm rồi, bây giờ chỉ còn có 10 sản phẩm, tất nhiên là cái quá trình mua đi bán lại thì nó tăng sản phẩm đúng không, thế nhưng mà thôi tôi lấy con số hòm hòm vậy cho nó dễ chút, bây còn đúng 10 sản phẩm
Thế bây giờ để ông thu hồi vốn kiểu gì mà giá thị trường bây giờ đang là 15 đúng không? Đầu tiên bật các lỗ phát 14, bán được bao nhiêu đúng không? Đang mọi người đang đòi 15 bục phát ông bán 14 thế là dễ bán đúng không? Có khi ông ấy bán được một cái hoặc hai cái đúng không? Đấy, xong rồi cái phần còn lại chào 14 cũng không được. Bởi vì là khi ông ấy bán được cái 14 thì tự nhiên nó tạo thành một cái mặt bằng chung giá là 14, thì các người khác lại giảm giá xuống 14 hay có khi dưới 14 luôn. Thế là ông này chơi một bài đấy xuống 10 chào tiếp. Đấy, bây giờ những thằng khác đang chào 12 13, tao chào 10 luôn, chào 10 lại bán được một phần đúng không? Thế xong rồi là thị trường lại hạ xuống trong tiếp tục lại ông lại cắt lỗ. Đến khi nhá, ông cắt lỗ hết có khi là ông bán được giá khoảng tầm 2 đồng hay 1 đồng rưỡi ông cũng bán, thì thị trường sập. Đúng cái quy trình luôn.